Mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món bánh tằm mọi người. Bánh tằm thịt xương mại mọi người, với ống phơi đen đá mọi người. Đây mọi người, bánh tằm thịt xương mại mọi người. Đi phơi đen đá mọi người. Tắt đèn. Mời mọi người ăn sáng rồi, ăn sáng muốn phê làm từ sáng luôn rồi, không muốn phê uống gì uống rồi. Trộn cho nó đều rồi. Này có nước cốt dừa đây rồi. Bánh tằm thịt xiên mại nước cốt dừa rồi. Giá dừa leo với đậu phộng rồi. Dầu thơm ngớt, ngớt cay cay rồi. Trộn cho nó đều ăn cho nó ngon rồi. Cái gì vậy? Bé bé của nước cốt dừa mà giá dưa leo nó giòn giòn rồi, dầu thơm đậu phộng nó thơm thơm rồi.
Nhưng mà này kiểu nó nạc nhiều quá mà. Nằm nạc nhiều quá. Ăn được luôn rồi. Lâu này thì không ăn được luôn rồi. Không nha chảy thì thấy hồi nó cũng thơm luôn rồi. Nhưng trong ăn mới đòi những đầu thì ăn cũng được rồi. Loại này thì kiểu nó ít béo ít nhán hơn loại kia luôn rồi. Nó tỷ lại nó nạc nhiều luôn rồi. Mà cái độ thơm nó không rồi. Độ thơm nó không có rồi. Kiểu ăn nó ít thơm rồi. Cái viên sao ăn cảm giác nó có hơi ấy xíu. Nhưng mà cái độ thơm nó cũng không nhiều luôn rồi. Đúng rồi, sáng phải làm thử phơi đen luôn rồi. Bao nắng luôn rồi, phơi đen bao nắng luôn rồi. Nhờ mọi người cái bánh tằm thì xíu mại nước cốt dừa mọi người ăn ngon rồi, nó có bánh tằm nó dày dai mềm mềm mọi người, cái nước cốt dừa nó béo béo mọi người, thật với xíu mại ăn nó dai dai mọi người, xíu mại đợt này ăn nó cũng được mọi người, nó kiểu nó không thơm cho lắm mọi người. Rồi cái giá dưa leo ăn nó giòn giòn mọi người, dao kho dao thơm đậu phộng ăn nó thơm thơm mọi người, con miếng ngót nó cay cay. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi sáng thật là ngon mày, và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người. Chưa tỉnh ngủ luôn rồi.